Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết thì trong tuần qua Visu đã tổ chức một cuộc chơi, đó là vòng quay may mắn dành cho những thành viên và những fan hâm mộ của đèn pin Phoenix Light. Và hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện clip quay quá trình mà chúng tôi tiến hành các thể lệ bốc thăm trúng thưởng. Các bạn có thể nhìn thấy trên bàn của tôi đây là ba giải thưởng. Để dễ phân loại, chúng ta có thể nói từ thấp đến cao, từ trái sang phải. Đầu tiên là Phoenix E05, một cây đèn có thể nói là đến hiện tại thì vẫn là một trong những cây đèn ổn định nhất trong dòng đèn pin đeo móc khóa nói chung, chứ không chỉ riêng gì của Phoenix. Tiếp theo thì E12. E12 là một dòng đèn khá là ổn khi mà sử dụng một viên pin AA, một viên pin tiểu, độ sáng 130 lumen với giá thành rẻ, cũng là một chiếc đèn đã làm nên tên tuổi của Phoenix trong năm qua. Và cuối cùng đó là cây LD11, đó là cây giải thưởng cao nhất. Thì LD11 về cơ bản là cũng có thể sử dụng một viên pin AA như là E12, tuy nhiên là có thể tích hợp thêm khả năng sử dụng pin lithium ion, pin các bạn đã biết đây, đó là pin 14500, và với điện áp 3,7V thì đèn sẽ cho độ sáng cao hơn. Bây giờ tôi sẽ tiến hành bốc thăm. Như tôi đã nói thì đây là chương trình vòng quay may mắn dành cho những người đã tham gia chia sẻ những sản phẩm của Phoenix mà chúng tôi đã tổ chức trong tuần qua. Thì để tiến hành bốc thăm vòng quay may mắn này, các bạn có thể nhìn trên màn hình, chúng ta sẽ có đây là một list Excel tất cả những thành viên mà chúng tôi đã đây tất cả những người mà đã tương tác với chúng tôi trong cái chương trình này. Thì bây giờ tôi sẽ copy tất cả những cái danh sách của những thành viên này. Như các bạn thấy đó, chúng ta sẽ có tổng cộng là 58 người tham gia. Thì các bạn sẽ thấy bên này, bên tay phải là tên và nick của các thành viên, tất cả người đã tham gia trên Facebook. Bên tay trái tôi đó là link Facebook của họ. Để tiến hành bốc thăm thì tôi sẽ sử dụng phần mềm khá là quen thuộc mà các bạn đã biết, đó là Free Machine. Đơn giản thôi, tôi sẽ paste cái danh sách file Excel ở đây. Đây là 58 người chơi. Và sau đó thì tôi sẽ cho chạy ngẫu nhiên. Phần mềm sẽ sàng lọc ra một người trúng thưởng. Thì quá trình tiến hành tôi sẽ làm 3 lần. Trong 3 lần thì tôi sẽ làm lần lượt từ giải thưởng có giá trị thấp tới giải thưởng có giá trị cao. Cụ thể các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, lần đầu tiên tôi sẽ làm đó là tôi sẽ bốc thăm ra người trúng sản phẩm Phoenix E05. Ok, tôi ấn vào Freak Machine. Đào Ngọc Hiệp. Xin chúc mừng bạn Đào Ngọc Hiệp, bạn là người đã trúng thưởng một cây Phoenix E05 của Visu. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn. Người tiếp theo tôi sẽ bốc thăm người trúng thưởng Phoenix E12. Trong trường hợp nếu người trúng thưởng tiếp theo trùng lặp với người trúng thưởng thứ nhất thì tôi sẽ tiến hành bốc thăm lại. Bây giờ các bạn sẽ nhìn. Đức Ngọc Đào, có lẽ vậy, Đào Đức Ngọc, Đức Ngọc Đào. Bạn Đào Đức Ngọc là bạn đã may mắn trúng giải thưởng thứ hai của chúng tôi, đó là cây Phoenix E12. Và đây là giải thưởng giá trị nhất. Xin lỗi các bạn, là các bạn có thể nhìn thấy một số cây Victorinox rất là đẹp trên bàn, nhưng mà rất tiếc nó là của tôi. Tôi không có ý định bốc thăm trúng thưởng. Vâng, xin lỗi. Bây giờ tôi sẽ quay lại cái với cây LD11 của chúng ta. Akai Hoàng Anh, rất tuyệt vời. Xin chúc mừng bạn Akai Hoàng Anh, bạn là người may mắn nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin chia buồn với bạn Lê Duy Phương, vì thật lòng là ba vòng quay thì tôi đều thấy tên của bạn chỉ cách tên của người trúng thưởng có đúng một dòng thôi, mà không hiểu sao không thể nào rơi được vào tên bạn. Rất đáng tiếc. Chúc bạn may mắn lần sau. Ok,
Vậy thì chương trình quay bốc thăm trúng thưởng của tôi đến đây là kết thúc. Có rất nhiều sơ suất, có rất nhiều điểm thiếu sót trong cuộc chơi này. Rất mong các bạn thông cảm vì đây là lần đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được những sự góp ý, những phản hồi của các bạn để giúp chúng tôi có thể hoàn thiện và thực hiện những chương trình vui chơi như thế này thường xuyên hơn, vui vẻ hơn, đông người tham gia hơn. Thay mặt Bisu, xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi.